Chó đâu sủa giờ này vậy ta? Lại là nữ thí chủ à? Giữa đêm khuya thanh vắng thế này không tiện để gặp mặt, mong nữ thí chủ về cho. Ta yêu chàng, tình cảm của ta là nghiêm túc. Nếu được ta sẽ chờ chàng, chờ đến khi nào chàng đồng ý thì thôi. Tình yêu à? Ta cười vô bản mặt nàng đó, tôi trẻ trâu. Tất cả chúng sanh đến đây đều được xin phù độ tình yêu hạnh phúc, nhưng sao ta, riêng ta thì không được phù độ. Độ à? Thứ như nàng có tám ông trời xuống độ cũng không được. Thử hỏi ai đời lên chùa mà mặc áo dây, đi tất lưới, đội nón tay mèo tay ơ đồ ha. Nhưng ta thích mụ nội nàng.